Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá toàn bộ bên trong nhà máy sản xuất đồ chơi Bubbly Playtime phần 2 để xem là ngày hôm nay mình có thể tìm kiếm được thêm những bí ẩn gì mới hay là lạ nữa hay là không nha các bạn. Chỗ này mình thấy có một con ngựa gỗ này các bạn ơi. Mình kéo nó gì được nè các bạn. Nào, ngựa gỗ ơi. Ngựa gỗ ơi. Ui các bạn ơi. Mình kéo nó đi nhanh được nè các bạn. Mình sẽ thử mở cửa này ra nha. Rồi, bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ chơi trò kéo ngựa gỗ nha các bạn. Kéo ngựa gỗ nè. Kéo ngựa gỗ nè. Nó sao các bạn ơi? Kéo 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 kéo. Rồi các bạn, mình chặn cửa này lại luôn nha. Tự nhiên mình kéo lại các bạn. Rồi bây giờ mình đi ra không được nè. Thôi thôi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái hành lang này nha các bạn. Bởi vì theo mình biết á, là cái hành lang này nó sẽ dẫn mình đến nhà máy sản xuất đồ chơi nha. Nó liên quan đến phòng 1 đó các bạn. Rồi, cái hành lang này mình thấy nó tối thui rồi các bạn ơi. Không biết là có cái gì nhảy ra hù mình hay là không nữa. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn. À, thì ra là cái hành lang này nó chỉ có như vậy thôi. Vậy mà mình tưởng đâu nó dẫn mình đến nhà máy sản xuất đồ chơi chứ. Mà các bạn nhìn nè, cái lúc mà mình đi vào căn phòng ở phòng 1 đó các bạn, thì mình nhớ là ngay chỗ cái hành lang này nè, không có cái gì để chặn luôn. Nhưng mà sau khi mình đi vào căn phòng trong đây, mình mở cửa cho con Bubbly á, thì cái hành lang này nó đã bị chặn rồi các bạn ơi. Hay là con Bubbly ta? Có thể là Bubbly đó các bạn, nó chặn lại để nó kêu mình đi đường này nè. Mình có thể giải cứu nó nha. Con ngựa gỗ này thấy rất ghê luôn á. Hồi nãy định kéo nó đi chơi cho vui các bạn mà không ngờ nó lại chặn cửa lại. Rồi, kéo qua đây chơi luôn nè. Đây các bạn, kéo con ngựa gỗ đi chơi luôn nè. Chỗ này thì mình thấy có hai cánh cửa nè các bạn ơi. Mình không biết là mình có thể đi vào được hay là không nữa. Nhưng mà mình thử luôn nha các bạn. Cũng không được luôn rồi các bạn ơi. Hai cánh cửa này nó chỉ để như vậy cho vui thôi các bạn, chứ mình đi vào thì không được nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cánh cửa màu đỏ luôn. Chỗ này thì có hết gì nè các bạn. Khủng long và Ron nè. Hình như là mình đi qua bên đây mà lấy chìa khóa thì phải. Nhưng mà mình sẽ đi thử vào đây nha các bạn. Nào, vào thử luôn. À, được nè các bạn ơi, được nè, được nè. Rồi, tiếp theo sẽ là cái đường thông gió này. Được luôn nha các bạn, được luôn nha các bạn. Mình không cần phải lấy checkpoint đâu. Mình chỉ cần đi như vậy thôi các bạn ơi. Được luôn rồi này các bạn. Nhưng mà mình không biết ở đây có Bubbly là không đây ta. À, không có Bubbly luôn các bạn ơi. Rồi, ở phía trên đây nè các bạn ơi, mình chắc luôn á. Hả? Không có luôn các bạn. Nó chỉ như vậy thôi à. Rồi còn ở đây. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Vậy mà mình tưởng đâu là từ đường cống này. Mình nhầm chứ các bạn. Từ đường thông gió này cho đến đường thông gió này, nó thông với nhau chứ. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Vậy là Bubbly chơi chết code rồi các bạn ơi. Bubbly chơi ăn gian rồi. Chán ghê chưa. Mình tưởng đó là chỉ có mình chơi ăn gian thôi chứ. Không ngờ Bubbly cũng chơi ăn gian nữa nha các bạn. Nào nhảy xuống. Rồi qua phía bên đây thôi các bạn ơi. Con khủng long nè. Con khủng long nè. Kéo đi theo cho vui luôn. Con khủng long nè. Nhấn vào cái nút này. Chán ghê chưa các bạn. Rồi kéo mấy cái thùng ra nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lấy chìa khóa nha các bạn. Ở đoạn này thì mình sẽ đi nhanh luôn nha. Mình không có đứng ở đây mình quẩn đâu các bạn. Mình đi nhanh thật là nhanh luôn nha. Rồi cố lên cố lên cố lên. Mình lấy được chìa khóa rồi các bạn ơi. Bay vào phía bên đây. Nào nhảy. Ui. Tiếp theo là mình sẽ đến căn phòng màu đỏ. Mình vào căn phòng màu đỏ mình lấy gì đây ta. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi vào đây nha. Này, lấy cái này luôn nè. Lấy hết luôn, lấy hết luôn. Lấy luôn cả cuộn băng luôn nha. Cuộn băng nè, bức thư nè. Lấy hết luôn các bạn ơi. Rồi kéo cái đường thông gió này xuống. Rồi, 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 từ từ thôi. Bây giờ mình sẽ nhảy lên đây nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ được gặp Bubbly. Để mình xem là nó đi đường nào nha. Chứ nó đi như vậy là mình thấy khó hiểu rồi các bạn. Bởi vì hai đường thông gió nó không hề thông nhau luôn. Vậy mà Bubbly mình không biết đi làm sao mà hay dữ vậy ta. Nào nào nào, bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Ôi, nào bạn. Mình chưa kịp check code nữa mà. Rồi bạn ơi. Hà, mình quên chứ các bạn. Mình phải nhắn vào đây đã. Mình phải kéo dây điện kìa các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ kết nối với cái trụ này và cái trụ này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này nha các bạn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Nào bạn ơi. Bạn đâu rồi bạn ơi?
Bây giờ mình sẽ đứng đây mình xem nha các bạn. Không biết là Búp Bi đi đâu nữa. Bạn Búp Bi ơi, bạn đi đâu vậy? Bạn hướng dẫn cho mình đường đi với. Đây rồi các bạn ơi, Búp Bi đang đi nè. Ơ, đâu rồi? Các bạn nhìn em mất tiêu luôn rồi. Nó sẽ xuất hiện ở đây nè các bạn. Nào bạn ơi, ơi các bạn. Nó xuất hiện xong hay dữ vậy ta. Đây các bạn nhìn nè. Hai đoạn này nó không liên quan gì đến nhau luôn á. Thậm chí nó không còn nói chung với nhau nữa mà các bạn. Mà mình không biết Búp Bi chuyển sao luôn á. Rồi rồi rồi, từ từ Búp Bi ơi, từ từ Búp Bi ơi. Để mình leo lên đã. Rồi còn phía bên kia nữa các bạn. Nào, kéo lên. Sao được Búp Bi, sao được Búp Bi. Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Để mình thử nha các bạn. Bây giờ Búp Bi đâu rồi? Búp Bi ơi, bạn ở đâu vậy? Ôi các bạn nhìn nè, con mắt nó ghê chưa các bạn. Ôi, cặp mắt nó đúng ghê luôn á. Sao mà nhìn nó kinh dị dữ vậy? Bạn Búp Bi ơi, bạn bị sao vậy? Các bạn nhìn nè, cặp mắt của nó nhìn đúng kinh dị luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang hướng bên đây nha các bạn. Chào bạn Búp Bi nha. Mình không biết là Búp Bi đi đâu rồi các bạn. Để mình thử luôn. Búp Bi vẫn còn ở đây các bạn ơi. Cái gì ghê vậy? Búp Bi ở đây chờ mình đi rồi Búp Bi mới qua phía bên kia các bạn. Nào Búp Bi ơi, mình không biết là Búp Bi đi bằng đường nào nữa các bạn. Sao mà ghê dữ vậy? Ui, đó các bạn thấy không? Đúng nhanh luôn á. Sao mà Búp Bi? Sao bạn ơi? Bạn đi đi, bạn đi nhanh lên đi. Xong phim rồi các bạn ơi. Mình không kịp đi theo nó nè. Nó đi đúng nhanh luôn á. Mình đi không kịp luôn các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Phía ở đây nó cũng không có đường đi luôn các bạn. Ok vậy ta. Hơi bị bí ẩn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sang hướng bên đây. Nào kết nối. Cánh ta màu đỏ, cánh ta màu xanh. Kết nối, kết nối, kết nối. Mở cửa ra cho mình, mở cửa ra cho mình. Mình phải bay sang bên kia nữa hả? Sao mà mình ghét cái màn này ghê luôn các bạn. Cực kỳ ghét luôn á. Nhảy nào, nhảy nào. Hồi quá các bạn ơi, không biết là nhảy được hay là không đây. May quá được rồi. Có khi mình nhảy cả mấy lần mới được nha các bạn. Chỗ này thì có thêm hai cánh cửa nữa nè. Để mình xem thử luôn nha. Không được luôn các bạn. Phía bên đây thì mình có thể nhìn thấy được nè. Còn đây là một cái cánh cửa đi vào ở đâu đây? Chỗ này thì nó đi qua tới bên đây luôn này các bạn. Ơi, sao mà cửa nó thiết kế kỳ dữ vậy ta? Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây nha. Cái đường thông gió này hả? Không biết là Búp Bi có ở trên đây hay là không nha các bạn. Cũng không có luôn. Nó chỉ có một cái đường thông gió như vậy thôi các bạn ơi. Mình tưởng là Búp Bi sẽ xuất hiện ở đây nữa chứ. Nào, tiếp theo là cái cửa này. Đây là các bạn. Búp Bi ở đây đây, Búp Bi ở đây đây. Búp Bi đang nhìn cái gì vậy Búp Bi? Bọn Búp Bi ơi, bọn nhìn cái gì vậy? Mommy Long Led đâu? Mommy Long Led ơi, xuất hiện nhanh lên đi. Đây các bạn nhìn nè. Mình xuống tới dưới đây luôn á, mình không thấy gì luôn nè. Ơ, tôi thua rồi các bạn. Nếu như mình đứng ở góc này nè các bạn thì mình có thể nhìn thấy được toàn bộ bản đồ luôn nha. Rồi, để mình chuyển lại một cái góc nhìn chút xíu đi các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Mình nhìn thấy được toàn bộ bản đồ luôn á. Wow, các bạn nhìn nè. Nó lớn ghê chứ các bạn. Ở đây thì nó có từng ngăn, từng ngăn, từng ngăn nè. Mà từng ngăn này thì mình không biết nó dẫn đi đâu nữa. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về nha các bạn. Nào, Búp Bi ơi, Búp Bi, Búp Bi ơi, Búp Bi. Mommy Long Legs ơi, xuất hiện nhanh lên đi, xuất hiện nhanh lên đi. Mình sẽ nhìn thử nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Bàn tay của Mommy Long Legs đâu xuất hiện đâu vậy? Ôi, Mommy Long Legs đi bằng đường này nè các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn. Rồi rồi rồi. Bây giờ mình sẽ đuổi theo nha các bạn. Mommy Long Legs ơi, chờ mình với, chờ mình với, chờ mình với. Đuổi theo Mommy Long Legs thôi các bạn. Tìm kiếm Búp Bi, tìm kiếm Búp Bi thôi, tìm kiếm Búp Bi thôi. Thôi thôi à, mình không thấy gì luôn nè. Rồi 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 rồi. Bây giờ để mình xem thử là Búp Bi đi đâu nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đi sang hướng bên đây. Mình sẽ kích điện lên ha. Nào 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 nào, đập tay vào đây. Rồi, tiếp theo sẽ là cái này đúng không ta? Ơ, sao mà nó hụt không vậy? Nào 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 nào, đừng có như vậy chứ, chán ghê luôn á. Tiếp theo sẽ là cái này. Rồi, cứ chặn lên đi. Mình đâu cần đi qua đâu. Cho chặn thoải mái luôn á. Rồi đó các bạn ơi, mình đã kích hoạt được rồi. Hình như đến đoạn này thì mình sẽ được gặp Búp Bi thêm một lần nữa nha các bạn. Đây là các bạn ơi, đây là các bạn ơi. Búp Bi đây rồi, Búp Bi đây rồi.
Nào, Mommy Long Lét ơi, xuất hiện nhanh lên đi, xuất hiện nhanh lên đi. Để mình xem đã nha các bạn. Không biết là Mommy Long Lét có đứng ở đây chờ mình sẵn hay là không nữa. Ồ, tôi thui rồi các bạn ơi. Không thấy gì luôn này các bạn. À, ở phía bên đây nữa. Đường ray xe lửa này các bạn ơi. Đoạn này á, thì mình chưa có chơi đến nha các bạn. Đường ray xe lửa nè, rồi khu trung tâm vui chơi này các bạn. Mình nhìn thấy hết được tất cả mọi thứ luôn á. Ồ, được còn cái này. Chỉ là một cái cánh cửa sổ như vậy thôi các bạn ơi. Mình đi vào đó thì mình không thấy gì luôn á. Dưới đây thì tới thui các bạn. Vậy là mỗi lần mà mình checkpoint xong á, thì nó sẽ lock map cho mình nha. Khi mà mình không checkpoint các bạn, thì nó không lock map đâu. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt cái bàn tay vào đây. Rồi sau đó Mommy Long Legs sẽ xuất hiện. Hello Mommy Long Legs. Hello Mommy Long Legs. Đây rồi các bạn ơi, Mommy Long Legs đây rồi. Poppy đi luôn này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được quan sát cận cảnh Mommy Long Legs nha. Đây các bạn nhìn nè. Cái mặt nhìn đúng ghê luôn á. Ôi ôi ôi. Đây các bạn nhìn nè. Nhắm mắt lại nữa kìa. Nhìn ghê quá ta. Rồi đi lên đi Mommy Long Legs ơi. Để mình xem là bây giờ Mommy Long Legs sẽ đi đâu nha các bạn. Ôi các bạn nhìn nè. Bàn tay của mình nè các bạn. Mình bị mất hết một bàn tay rồi các bạn ơi. Mình chỉ còn lại bàn tay màu xanh thôi. Đây các bạn nhìn nè. Ôi, cái mặt của con búp bê nhìn đúng đáng thương luôn các bạn. Ơ, đây các bạn nhìn nè. Cái mặt của nó nhìn đúng đáng thương luôn á. Ồ, Mommy Long Legs đây các bạn. Nhìn ghê quá ta. Nhìn mặt Mommy Long Legs thiệt như đó các bạn. Mặt nhìn đúng hiền luôn các bạn ơi. Nhưng mà Mommy Long Legs là phản diện chính trong phần game này nha. Rồi Mommy Long Legs ơi, đi đâu nó vậy, đi đâu nó vậy, từ từ. Đi đâu rồi? Mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Mommy Long Legs đã mất tiêu rồi. Mình còn chưa kịp đuổi theo nữa. Vậy là Mommy Long Legs mất tiêu rồi các bạn. Rồi, theo mình nhớ hình như là hết đoạn này các bạn. Thì bắt đầu Poppy đã không còn ở đây nữa rồi ha. Ok, giờ mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây các bạn ơi. Ở phần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem là Mommy Long Legs ở đâu ha. Ở tập này thì chúng ta chỉ tìm hiểu Poppy thôi các bạn. Giờ mình cũng đã nhìn thấy hết được toàn bộ bản đồ rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử nhìn lại một lần nữa nha các bạn. Nào. Wow, các bạn nhìn nè. Chỗ này nó khá là rộng luôn á. Đường ray xe lửa này các bạn ơi. Đường ray xe lửa này đi đâu đây ta? Mình thấy chỗ kia nó có một cái đèn màu xanh nó chớp nháy các bạn. Ồ. Cái đèn màu xanh kia là cái gì vậy ta? Nó chớp nháy liên tục luôn kìa các bạn ơi. Rồi để mình lại gần xem thử nha. Sao mà xa dữ vậy? Đi đúng xa luôn các bạn. Nó chỉ là một cái mũi tên hướng dẫn thôi các bạn ơi. Vậy mà mình tưởng nó cái gì chứ. Nó chỉ là mũi tên hướng dẫn thôi các bạn. Nó chớp đèn màu xanh vậy nè. Chán ghê luôn á. Là mình tưởng đâu thứ gì. Để mình xem lại thêm một lần nữa nha các bạn. Ờ, phía bên đây hả. Nó cũng có một đường ray xe lửa luôn các bạn ơi. Nhưng mà sao đường ray xe lửa này tối thui vậy ta. Đây các bạn. Mình càng tiến lại gần thì nó tối thui à. Rất tiếc là đường ray xe lửa này mình không đi vào được nha. Rồi thì nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Rồi và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Nếu như các bạn thích thì các bạn nhớ comment ở dưới. Lần sau mình sẽ khám phá về Mommy Long Legs ha. Ok, giờ mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.